Trời ơi, hôm qua mình để xe ở ngoài các bạn. Không biết là ai dắt xe vô trong này nữa. Rồi. Cái đông đông nữa. Xe nặng quá trời luôn, không kêu xuống dắt. Ừ, hết hồn, sáng thấy dạ đi hả? À, chạy ra biển chơi tí xíu mới đi. Đi đá phòng phải không? Chưa chưa. Mấy thành đi mới nhắc ra đi. Trời mình hết hồn à. Quên dặn ông chủ là kêu là chừng nào dắt thì kêu mình xuống dắt. Đây là một sơ sót. Sau này mình sẽ cẩn thận hơn trong những cái chuyến đi chỗ khác. Mình kiểm tra xe lại một tí xíu rồi. Ôi, sáng sớm thấy dắt xe vô là thấy yếu tim rồi. Sớm ngày 26 nữa các bạn, mình đang ở Hồ Tràm, Bà Rịa, Vũng Tàu. Sáng thì vừa hôm nay mình cho vợ mình nghỉ mệt, mình đi ra biển ngắm cảnh biển, với lại là chia sẻ với các bạn cái vụ mà bị trục trặc kỹ thuật cái xe của mình. Để làm quen được cái xe này á, thì mình đi một cái tour này tầm khoảng hơn 1000 cây rồi các bạn. Chạy nó cũng dễ làm quen lắm. Nếu mà đi một mình thì mình chỉnh cái phần sau nó mềm một xíu, thì chiều cao của xe nó thấp, mình sẽ dễ dàng mà xử lý. Trong cái lúc mà mình chạy xe đó thì đơn giản lắm, chỉ cần việc vặn ga chạy thôi. Nhưng mà cái lúc mà mình xử lý, mình chống chân rồi mình dắt xe tới lui á, lúc đó nó mới quan trọng. Ở phía kia, phía hẳn tới là cái chỗ chính của Hồ Tràm đó các bạn. Nhưng mà bây giờ người ta đang làm đường, người ta rào lại hết rồi. Ở phía trước đó, cắm xe ô tô vô, không biết có cho xe máy hay không. Thì cái bãi này là mình chạy xe xuống dưới bãi biển được luôn, mà bây giờ người ta rào rồi, nên chắc mình sẽ chạy lên hướng trên đó các bạn. Từ 1200 cây cho tới 1600 cây là mình được chạy dưới 8000 vòng tua, dưới 8000 vòng tua máy. Thì hầu như là bây giờ là mình đã chạy, người ta đã cho mình chạy maximum sức của chiếc xe rồi đó các bạn. Nhưng mà với cái chiếc xe này thì không có chạy hết tới mức độ đó đâu. Chỉ có những cái đường nào mà nó thật sự vắng và dài đó, thì mình mới chạy lên được tới cái tốc độ cao đó. Chạy lên 8000 vòng đó, mà khu số 6 thì chắc nó cũng được cỡ 190-200 rồi đó. Đây, mình chạy ra một chút xíu thôi các bạn là mình sẽ thấy được biển ha. Ở đây là có đồi cát nè, nhưng mà mình nghĩ là mình không có khả năng, chưa, phải nói là chưa có khả năng để chạy vào những cái đường mà cát ống rót ở trong đó đâu các bạn. Sau này mình chạy á, mình làm quen xe hơn á, thì lúc đó mình sẽ tiến bộ hơn, mình sẽ đi được những cái cung đường mà nó khó khăn hơn của chiếc xe này. Cũng giống như là mẫu kiếm mà được cái người bình thường người ta cầm á, thì nó cũng chỉ là một cái thanh sắt thôi, còn mà bảo kiếm mà phải vô tay của anh Hùng á thì nó mới bén được ha các bạn. Đây nó có cái đường gì à? Nó có cái đường vào ở trong biển thì phải nè, biết vô được không ta? Cái này mình thấy vô được á. Ok, chỉnh qua cái mod off-road rồi luôn.
làm được thì chưa chắc gì cái dòng xe này làm được các bạn. Chạy ra được cái phía ngoài kia thì nó hay hơn. Đây mình sẽ chạy sát ra ngoài kia đi. Thì sẽ băng ra được một cái chỗ cát tương đối nhiều. Qua được không các bạn? Như nhiều bạn coi clip mình đó thì có kêu mình là nếu mà đi đường cát á thì phải xả bánh ra cho nó mềm. Đó, chưa quen đó bạn, chưa quen là nó tắt máy à. Ok, em đã tắt máy rồi. Ra gần được tới bãi biển luôn các bạn. Mình sẽ chạy xích qua bên kia chút. Ok. Ra tới ngoài bãi biển luôn rồi các bạn. Hôm nay chạy ra cát được rồi ha các bạn. Đấy. Đón bình minh. Hồi nãy thì mình nhờ hai chú với lại một anh đạp xe đạp nè ra cứu mình đó bạn. Nó lúng nửa cái bánh xe luôn xuống dưới cát. Lại thêm một bài học nữa, cát không. Và bây giờ thì mình có thời gian để mình giờ review với các bạn rồi, chia sẻ với các bạn về cái sự cố của chiếc xe của mình. Mệt quá bạn ơi. Một bài học. Hai cái hùng mình ở dưới đây nè. Họ lúc nãy gan hết biết, dám chạy xuống dưới bãi biển mà cát nó lúng như vậy nè. Đây, hồi nãy nó chôn xe dưới này. So với cái review clip mà ngày hôm qua đó. Ồ, ngày hôm bữa 24 ở Bầu Trắng đó, thì cái này nó ghê hơn rất là nhiều. Hơn là có ba người đó các bạn. Chứ nếu như mà có một mình chú đạp xe đạp này, chú này là người nước ngoài, thì mình với chú chắc không có ginh nó lên đây được đâu các bạn. Mình xả hơi luôn rồi đó. Hai cái hồng hông của mình nó cũng tương đối là nặng nè. Khi mà chạy cái nó qua, nó đè cái xe xuống ghê lắm. Wow, cát không rồi. Tí xíu mình về khách sạn á,
mình mượn cái vòi mình xịt nước. À, cái đường ra nó còn rất là dài và gian nan các bạn. Đấy, còn tuốt đằng kia là kìa. Ở đây thì có cỏ rồi, nó không có lúng nhiều. Còn ở cái mé dưới bãi biển này thì không có cỏ các bạn. Xe đi địa hình xấu nhưng mà chưa chắc gì đã chạy được mọi cái địa hình khác nhau, nhất là địa hình cát như thế này. Biết nhưng mà vẫn thích chơi ngu. Mình tính là ngoài này biển nó cũng cứng cứng á, chạy ra ngoài này đứng đây vừa ngắm view biển vừa quay review với các bạn. Ở phía xa xa kia là một cái resort à. Còn cái bãi này thì chưa có khai thác. Đây hai chú đã đi rồi nè, tí xíu mà lúng nữa thì không biết sao khóc luôn. Hai cái chú đó làm chắc làm nghề bắt hải sản, mà cái kinh nghiệm mà đi xe đường cát của mấy chú phải nói là rất là bết luôn á. Mình là tự nhận thua kém luôn các bạn. Mình đã vượt được một cái đoạn đường gần 30-40 mét trong đường cát, trời ơi, dã man. Cảm ơn nhiều các bạn. Hãy nhờ hai bạn này nè đẩy phụ á, để cho nó hấp khỏi cái cát. Trời, từ ở đây nè các bạn chạy ra tới quá mệt luôn. Đây, hồi nãy nó lúng đây nè, nó không có cỏ là nó đúng. Giờ mình ra mình lấy hai cái thùng vô. Ôi trời ơi, mới gửi hình cho vợ mình xong chửi te tua ngáo, một mình mà đi ra đây. Xe mô men rắn và càng cao á thì vô cát lúng càng sâu, trọng lượng càng nặng thì càng lớn sâu. Cái này á mà mua ghi hết chạy vô chắc là chỉ có nhờ 5-6 người đẩy ra thôi, chứ chạy ra gì nổi. Mệt quá, không có lần nữa không các bạn ơi. Để coi YouTube mấy ông nước ngoài em chạy ngoài bãi biển ảo tưởng của ấy. Có cỏ thì nó có rễ, bánh xe nó bám vô chạy được. Mấy chỗ mà cỏ mập không là không nổi, chạy nó lúng không à. Ui trời, hôm bữa đó là có hai chú kia kìa, kiểu kể có chiếc xe một cầu mà chạy ra đây xong rồi kêu xe kéo ra nó kéo vô luôn. Xe hai cầu ra đây không biết chạy được không nữa, đừng nói xe cầu, dã man quá. Hai cái thùng này nó nặng ghê trời. Xách lần này hót được á là cũng nhờ là có hai bạn đó giúp, và một phần á là cái kinh nghiệm của hai cái chú hồi nãy á truyền lại cho mình. Đấy, để mình biết cách là yoga từ từ thì mới hót ra được, chứ còn nếu mà dặn ga gắt á, nó rống ga lên á thì cái bánh xe nó càng lúc nó càng xoáy xuống, sâu xuống đó. Cứ đều đều từ từ nhúng nhúng nhích ra sẽ được. À, có thêm kinh nghiệm hả bạn. Chúc mừng mình đi các bạn, mình đã thành công thoát ra rồi, chết mẹ rồi, còn một chút nữa mới ra được các bạn ơi. Ui hơn quá, mình đã ra được rồi, trời ơi con đường nhựa hơn thương. Ui trời ơi, quá kinh. Thank you.
vỏ sau của mình nó đang mềm các bạn. Vỏ sau mình hạ xuống nó còn có 21 PSI thôi. Không biết là hình như cái chú hồi nãy giúp mình á. Mình quay lại mình chào. Trải nghiệm quá phê các bạn. Hạ cái bánh sau xuống 21 PSI á, chạy nó ồn ghê luôn, chạy nó kêu ê. Tí mình về mình rửa cái dây sên đồ lại rồi mình phủi cát đi rồi mình xịt dưỡng sên lại các bạn. Bây giờ thì mình cùng với lại anh Jack và vợ của ảnh sẽ đi La Ghi các bạn, và chạy lên đèo Tà Bao. Đi hết đèo Tà Bao á thì mình sẽ ra được Madagui. Thì từ Madagui mình sẽ đi qua quốc lộ 14 mình về, còn anh Jack thì anh sẽ đi quốc lộ 20 mình về ngã ba Dầu Dây và anh về Long Khánh. Đó, kết thúc cuộc hành trình và chia tay ở cái đường Madagui. Các bạn hãy cùng theo dõi tiếp hành trình của mình với lại chiếc xe ha. Bây giờ thì mình sẽ chạy qua La Ghi nha các bạn. Cái bãi biển lúc nãy mà mình chạy xe ra nè các bạn. Mang khẩu trang nè anh ơi. Anh đủ bao nhiêu? 100 à, cho nó đầy luôn. Hai trăm bảy mười một lít sáu. Vậy là mình còn được 8.5 lít nữa là hết. Kiểm tra bánh trước ok các bạn. Bánh sau cũng được ha các bạn. Nói chung là chưa có vấn đề gì hết.
Rồi, ok. Cho quay cái vợ nhã thắng này nó tắt đèn luôn. Rồi. À, nhã hắn đây tắt đèn. À, bây giờ mình với lại em dắt hơn phía trước sẽ đi biển Cam Bình để ăn hải sản các bạn. Ôi gió mạnh khủng khiếp luôn á. Các bạn thấy lá cờ nó bay sắp tới không? Gió nó đẩy ngang xe chứ không phải là nó ngược chiều hay là một chiều, mà là gió nó đẩy ngang nó luôn. Người ta tính chỗ ngồi nữa. Cái này cổng nó nằm rồi à, có ai đi tới lát phải tắm là không có tốn tiền mấy cái đó đó. Ý là giống như mấy bãi khác vậy đó. Mà chỉ có nước thôi à? Dạ thì như là anh mua cái gì vô là anh làm cho anh cái đó. À ý là mình xuống dưới mình mua cái gì là đây người ta chế biến mình. Chế biến luôn á. Hả? Hả? Ok. Ừ. Người ta không tính ghế rồi, mình dưới là một ghế bao nhiêu nữa? Có hợp đồng rồi, ở dưới ghế, ở dưới đó ghế em ướm là 6 ghế. Anh đi rồi, thằng đó còn giúp gì, anh đi rồi nhưng mà... Rồi, ghế rồi, ta đưa cho lấy cái ghế bây giờ mình ngồi biển luôn. Tại vì bữa nay thằng đó cấm rồi, dịch chưa có làm lại, thì anh mới có bán xa xơ đây à. Mà chứ không có nữa. Bữa nay tương đối là đông quá rồi. Bữa nay mình đi xuống biển Cam Bình ha, bây giờ mình xuống chợ mình mua đồ hải sản lên quán cho người ta chế biến cho mình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhiêu đây thôi. Này nhiêu? 50 nghìn. Rồi có ốc hương rồi. Hương rồi, ốc bóng tay rồi. Ốc bóng tay, ốc hương, sò, với cá. Có ra mà nó có. Chắc đủ chưa? Ăn dư xăng rồi. Rồi nhiêu đây cho ăn cũng đủ rồi á. Này, con cá này quá thân rồi. Cá này bự quá à. Con cá này ăn no luôn rồi đó. Rồi lên thôi. Lên đường nào ta? Đây. Được rồi, được rồi. Trông. Hả? Thấy gì chưa? Ôi, đã quá. Một con này nướng ăn. Vậy chứ ở mình không mà ở vô nhà kia con này là không có luôn á. Không có đâu, đâu có đâu mua. Ốc hương bự luôn kìa. Ha, hồi lâu mình mua cá chim tròn nha. Cái này chim biển luôn nè. 130.000 ký. Con cá hết hay không? Mình vô đây nha. Công làm công nấu nướng với bàn ghế nước rồi luôn, chén bát ăn luôn, là phòng tắm nước ngọt đi tiểu vệ sinh luôn là 500.000 cho 4 người. Giờ mình đi xuống bếp cho người ta làm. Em cá này bình thường hay làm gì vậy? Ui, cá nướng nha, nướng giùm em con này ha. Cá nướng luôn. Còn cái này hấp. Còn làm lẩu không ta? Cái đầu làm lẩu không? Đầu với đuôi làm lẩu cái mình nướng ha. Ok. Okay. Nếu mà làm lẩu thì em phải lấy 500. Lẩu rồi có rau, có bún, có đồ không? Là 500 riêng nữa hả? Không, là nãy là bớt là 400 đúng không? Okay. Bây giờ là 500. Ừ, 500 lưu lẩu. Ok rồi. Đây, đây là khu nhà bếp, khu vực nấu ăn ha. Cũng tương đối là sạch sẽ.
xuống và tăng ga để vô xe nè. Đó. Nè. Đấy, tăng ga nè. Các bạn để ý cái đồng hồ km của mình nha. Đó, bây giờ mình giảm ga nè, bạn thấy không? Giờ tăng tốc nè. Giảm tốc độ. Đấy, tới đây là tới đây là phải dùng ga rồi, nó hắt lại rồi. Muốn qua đường mà cái bạn bạc qua cái qua vậy đó. Các bạn để ý là cái bề mặt đường á, tuy là nó không có ổ gà nhưng mà nó không có láng các bạn. Rất là tưng.
số nó không có mượt, với lại là mình chạy á bạn nghe nó hơi khô khô máy, nó không có còn bóp nữa. Chạy được cỡ khoảng 1000 cây là nghe nhớ nó xuống rồi. Bị được vô đường Amrot rồi các bạn. Hồi đó đi mấy dòng xe kia mà thấy mấy cái đường mà nó làm đường vậy nè, nó rầu trời chết mẹ, đi vô đường xấu rồi khó chịu lắm luôn. Bây giờ đi xe trên chờ thấy đường xấu ngon, đường Amrot rồi. Em mốt ở đây chắc người ta làm sân bay á bạn, bay từ bên đây bay qua bên kia. Ủa gì đường làm rớt ít quá vậy ta? Có đỏ chút xíu không mẹ ơi, thất vọng quá. Oh my god, đấy, đây là khả năng mà up rớt của mình sắp được được làm gì ta? Còn gì nữa đâu? Có đống đất hay không? Đống đất này phải nó lại chút xíu ha, mình có thể chạy thiệt nhanh, bay víu rớt xuống cái hố. Khỏi. Dân chơi mà sao phải xuống dắt xe để cho xe tải qua cái đó rồi mình quanh đầu. Có cuốn này xuống lắc đường rồi đi thôi. Xin nguyên cây nữa đi. Đổ bóng đá ngay đó chạy bắt chớn bay qua được. Dạ, cảm ơn chú. Mấy bạn mà nói chiều cao không quan trọng, xe nào đi cũng được là thử đi giống vậy đi, quanh đầu cái bạn biết liền à.
cũng có một phút đó thôi. Dễ dàng mình kiểm soát được tốc độ. Thì không biết sao.
đi từ từ đường cát đá cho tới là đường đèo, đường mưa ướt chạy rất là tuyệt vời luôn. Cái cặp giỏ bán địa hình này nó nói là bếp đó các bạn, Continue KTR gì đó, quên mất tiêu rồi, mình có quay và review với các bạn đó. Trời ơi, bên xuống nó nặng luôn các bạn, nó đang chờ người đầu thai cho nó là gì đó. Đúng rồi, con đèo này nè. Từ nào giờ các bạn? Mình xài vỏ xe. Thì mấy cái hãng mà vỏ xe nó quảng cáo nhiều cái công nghệ trên vỏ lắm, nhưng mà mình chạy thì mình cũng không cảm nhận được nhiều. Có những cái vỏ xe thì nó nói cao su nó vậy vậy vậy, ôm cua đồ tốt, thì mình chạy thì cũng có những khi mà nó bị trượt nữa. Nhưng mà cái hàng vỏ này á, nó quảng cáo là hai bên là cao su nó mềm, ở giữa là cao su nó cứng hơn một chút xíu để giảm độ mòn đấy. Và hai bên đây á, khi mà ôm cua nó sẽ rất là mềm và bám, mà mình không ngờ là nó bám nó mòn tới như vậy luôn nè. Đây nè, cái cạnh này nè các bạn, đó nó mòn đều luôn, rờ vô rất là nhám tay nha. Mà cái mặt ôm cua này mình thấy là nó mòn hẳn đi luôn so với cái mấy cái phần ở giữa này. Cái bánh này á, mà đi vô đường cát á các bạn, đường dạng như là cát biển rồi sáng mà mình chinh phục á, là càng chạy á, nó càng lúng. Cái loại vỏ này nó không có phù hợp để đi đường cát, mà nó dạng như là đi đường đá, đường sỏi đồ thì ok, đi đường cát á
bánh càng quay là càng lún sâu luôn các bạn. Dưỡng sên của mình hết rồi nè, tí xíu mình nghỉ ở đây, tí xíu mình sẽ xịt dưỡng sên lại rồi mình đi. View đây cũng tương đối các bạn. Cái quán hồi lúc nãy á, họ tính ghe vô mà không vô á, thì quán đó mình sẽ nhìn thấy được cái hồ ở phía dưới. Còn cái này mình chỉ thấy được cái rừng cây ở phía dưới thôi. Nhưng mà được có cái là cảnh ở đây nó cao, nó thoáng. Lên tới đèo Tà Bao rồi, nghỉ mệt tí xíu các bạn. Bây giờ thì mình với anh Người Thái sẽ chạy về cái hướng Madagui. Mình sẽ đi vòng lại. Thay vì mình đi hẳn lên đường này á, là mình sẽ ra được thành phố Bảo Lộc, thì từ thành phố Bảo Lộc sẽ đi qua đèo Bảo Lộc. Thì khi mà đi qua đèo đó thì bây giờ hiện tại là ngày Chủ nhật, mình nghĩ là rất đông xe, thành ra bây giờ mình sẽ quanh đầu lại các bạn, đi tới cái ngã ba ở phía dưới để chạy rẽ ra, tức là mình sẽ thoát khỏi cái đèo Bảo Lộc á, rồi mình đi vòng qua xuống dưới này rồi mình chạy ra Madagui luôn, thay vì mình đi hẳn lên. Thì đèo Bảo Lộc nó sẽ nằm giữa đây nè, mình đi hẳn đèo Bảo Lộc lên đây. Lên Bảo Lộc mình phải đi ngang qua cái đèo rồi mới xuống được Madagui. Mình với anh Chắc thì sẽ chia tay ở đèo trên đỉnh đèo Madagui, ở lộn, đỉnh đèo Tà Bao. Bây giờ thì mình sẽ chạy xe đúng với lại giới tính của mình các bạn. Mới vừa nói cái thôi là trời mưa rồi, ác thiệt. À không, chỗ đó nó mưa nó ướt. Xe mình nó kêu là ông chủ ơi chạy đúng tốc độ của ông chủ thường chạy đi.
chân nữa à. Ấy buồn thiệt chứ. Thôi chả xuống đó chân cũng thẹt thẹt thẹt. Đó. Giờ ông vừa vừa thôi ông quá chạy hùng xuống không. Giả mang thiệt. Rồi thiệt chứ. Ờ đúng rồi. Này là quay clip nói trước nha. Chạy gác chân là bị chạy cái gác chân nha. Chứ không phải nha. Cua gắt quá bạn, cái đèo này nó nhiều cái cua ghê á. Mà mình phải làm sao thoát khỏi được cái đường này. Bởi vì đi đường đèo mà không có thấy đường không đi là sẽ chạy rất là khó khăn. Mình phải tận dụng hết mọi cái ánh sáng còn lại cuối cùng của ngày hôm nay. Mình đi Đà Lạt còn rất là nhiều các bạn. Mấy con đèo mà như Tà Mau, Gia Bắc, rồi Đại Ninh, rồi các kiểu lắm lắm. Nói chung là các cái nhánh mà có thể dẫn lên được tới Đà Lạt mình đã đi hết rồi. Nhưng mà những cái nhánh nhỏ nhỏ như thế này thì mình chưa đi bao giờ các bạn. Đây là một trong những cái nhánh nhỏ. Nó sẽ tách ra từ đèo Tà Mau để chạy qua tuyến quốc lộ 20. Bây giờ là 6 giờ các bạn. 6 giờ mà mình đang ở một nơi nào đó xa xôi. Trời sắp có mưa nữa các bạn, mình sẽ không có nói chuyện được lâu ha, mình chỉ quay được thôi. Sắp mưa rồi, thôi chắc này rồi, mặc áo mưa vô luôn rồi. Đây các bạn thấy tiện không? Nó có cái đèn cho mình rọi á. Bột xanh à, quên mình cởi áo khoác rồi. Tí xíu mình sẽ ra ngoài quốc lộ 20 các bạn, coi thử coi có đông không. Nếu mà đông á thì mình đi đường Maragui qua quốc lộ 14 mình về, còn nếu như mà không đông á thì mình sẽ đi quốc lộ 20 về luôn cho nó thuận đường. Xin nha các bạn. Đấy các bạn thắc mắc là Tiger 900 đèn zin đi được không? Bạn nào mà đi xe Winner hoặc là xe S155, S150 mà làm mặt tăng sáng á thì cái đèn này y chang vậy luôn. Nó sáng y chang là có mặt tăng sáng rồi đó.
trong cái đường quốc lộ 20 đó các bạn, đi ngang qua thị trấn Võ Xu chạy về hướng Long Khánh. Thay vì nãy đó là mình đến là mình băng ra đường quốc lộ 20 rồi từ quốc lộ 20 mình đổ về đấy, nhưng mà không hiểu sao mà bản đồ mình nó ngéo đá, nó chỉ mình đi một hồi là ra tới đây, thành ra bây giờ là mình nhắm hướng này mình đi luôn. Hơi xa các bạn, nhưng mà đường này thì nó né được cái tuyến quốc lộ 20, bây giờ mình nghĩ là người ta đi rất là đông. Đường này nói chung cũng tương đối là dễ đi các bạn.
Tiger 900. Thì bây giờ mình sẽ coi thử là Odo nó khoảng bao nhiêu nha. Về tới nhà mình là 1929 cây các bạn. Và cái báo xăng xe của mình nó còn được có 2 cây số nữa là nó hết xăng các bạn. Là còn được có 2 lít cuối cùng là nó sẽ không còn báo xăng là còn đi được bao nhiêu nữa. Nhưng mà hôm qua là mình có tính cái lượng xăng đó. Thì hôm qua nó cũng còn đúng có 1 cây nữa là nó hết báo. Thì mình đổ là 18 lít là nó đủ các bạn.